két thính mới các cụ nhá. Mình sẽ đánh 10 con ốc 2 thìa. Đây, 1 thìa nhá. Sẽ cho là 3 lắp. Mận ong này thì mình cho một ít cho nó ngọt. Bây giờ cho khoảng độ 2 nắp. Đấy, cái này là để giữ ốc. Ok, bây giờ sẽ cố thử lên. Ốc rửa sạch, nếu có thời gian các cụ ngâm nước hồ 30 phút càng tốt. Thời gian ủ thính là từ 30 phút cho đến 2 giờ, tầm 1 giờ các cụ thả là đẹp. Tranh thủ thời gian ủ thính thì các cụ dò ổ tìm những hố gờ đẹp và khoảng cách câu cho nó phù hợp. Chúc các cụ may mắn. Thính mới em test khoảng 1 tháng, em sẽ cho ra thị trường để các cụ trải nghiệm. Các cụ nhớ bấm theo dõi để biết thêm thông tin nhé. Giờ bác nào muốn trải nghiệm thì cứ trải nghiệm bộ VIP 2 nhé. Em xin phép em ôm cắn đây. Cuộc chơi bắt đầu. Đấy, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Rồi, thank you. Em đầu tiên. Ui dùi, mẹ đầu vương hồn. Con này vào mõm à? Con này chắc rô phi, dòng nhẹ lắm. Và đây là trong một trong những cái tình trạng mà anh em rất hay gặp phải khi đi câu. Khi cá ăn vào mõm, chúng ta thường tưởng là rô phi và chúng ta dòng vào tới bờ và chúng ta khóa máy chết và bắt đầu cá bắt đầu nó nhô mặt lên, bắt đầu nó phá, nó chạy đột xuất và anh em rất dễ bị mất cá. Thì anh em hãy lưu ý khi đánh vào mõm nhé, luôn luôn tư thế mở ba tuner để tránh cá đột xuất phi ra. Hồ câu Metro báo cá cho cụ Huân Đê Quy các cụ nhé, ngồi ô 14 ạ. Cụ hai đen hai chép ạ. Ui con chép to thế nhở, hai đen hai chép và một con đen cụ lên, nhưng mà cụ lại tháo lưỡi, cụ cho vào rọ không báo cá cho nên là bọn em cũng không tính. Vâng, hôm nay cụ đến vả nhà hồ không còn được răng nào.